Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Thành phố New York, dư luận phẫn nộ khi một nhóm cựu chiến binh vô gia cư đã bị đuổi ra khỏi nơi cư trú. Mới đây, có 20 cựu chiến binh vô gia cư đã bị trục xuất ra khỏi 3 khách sạn ở Newburgh và Middletown, Orange County để nhường chỗ cho một nhóm người di cư. Các nhà lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng lên án sự việc này. David Wiley Sr. là chỉ huy bộ phận quân đoàn Hoa Kỳ của New York cho biết, những cựu chiến binh này đã phục vụ cho đất nước, họ xứng đáng được đối xử tốt hơn. Còn các chính trị gia khác thì đổ lỗi cho thị trưởng Eric Adams. Nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là ông Mike Lawler, đại diện cho các quận như là Rockland, Putnam, Dutchess và Westchester thì nói rằng, việc các cựu chiến binh vô gia cư phải di rời để giảm bớt cuộc khủng hoảng di cư ở New York là một điều hoàn toàn đáng phẫn nộ. Trước đó có hơn 60.000 người di cư đã đến thành phố New York trong những tuần trước khi mà điều khoản 42 hết hiệu lực, là chính sách cho phép trục xuất ngay lập tức những người nhập cư bất hợp pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID. Sharon Tony Finch là giám đốc điều hành của tổ chức Yerik Israel Tony, bản thân cũng là một cựu chiến binh khuyết tật, đã yêu cầu quyên góp các bữa ăn miễn phí, sản phẩm vệ sinh ở tại văn phòng của dân biểu tiểu bang là Brian Meyer. Cô cho biết các cựu chiến binh vô gia cư đang ở cách Big Apple khoảng 60 dặm về phía Bắc, đã được cho phép ở lại trong một tháng cho đến khi tìm được nhà ở lâu dài. Một cô bé 13 tuổi bị cá mập tấn công, cắn vào bụng ở bãi biển Florida. Cô bé có tên là Ella Reed, 13 tuổi, đã chiến đấu với một con cá mập tại một vùng nước cạn gần cầu tàu tại bãi biển Fort Pierce. Cô kể lại như sau, cô đột nhiên cảm thấy đau ở bên hông và cô phải đối mặt với một con cá mập. Cô cho biết như sau, con cá mập rất mạnh, nó dài từ 1,5m tới 1,8m. Cô đã đấm vào con cá mập nhiều lần, khiến cho nó lẩn tránh, nhưng nó lại tiếp tục quay lại tấn công cô. Khi con cá tấn công một lần nữa thì cô bé này khóc lên và gọi mẹ cùng với anh trai đang ở gần đó, với cơ thể của cô bê bết máu. Mặc dù run rẩy, nhưng cô bé Ella cho biết rằng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô đã bị cắn vào bụng, vào cánh tay, ngón tay và đầu gối, thế nhưng không thấy đau nhiều vì cảm nhận adrenaline đã dâng trào. Mặc dù phải khâu tới 19 mũi vì vết cắn, nhưng cô bé Emma này cảm thấy tự hào về những vết sẹo trên cơ thể của cô. Và bất chấp cuộc chạm trán kinh hoàng đó, cô bé này khẳng định cô sẽ vẫn không ngần ngại để xuống nước. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Trang Local 10 News đưa tin Scott Kinsley, 57 tuổi, là thư ký tòa án ở quận hạt Miami-Dade của Florida, đã bị buộc 3 trọng tội, trong đó có âm mưu lừa đảo có tổ chức, sau khi bị phát hiện đã ăn chặn tiền nộp phạt vi phạm giao thông của người dân. Quá trình điều tra được tiến hành sau khi có 5 cư dân ở Miami-Dade nộp phạt bằng tiền mặt thông qua Kessler, nghi ngờ là tiền của họ đã bị rút ruột. Theo công tố viên, cảnh sát của Miami-Dade đã làm dấu một số tờ tiền, sau đó cho các sĩ quan đóng giả làm người phạm luật giao thông và nộp số tiền đó thông qua Kessler. Kessler đã ngay lập tức mắc bẫy và bị bắt. Cảnh sát cho biết, từ trước đến nay, người này đã đánh cắp khoảng 4.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên YouTube và trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.